Hai anh ơi, thời lượng chương trình có hạn, mình quảnh tù xì thôi. Quảnh tù xì đi. Rồi, chú Bì. Rồi. Quảnh tù xì. Ok, đi qua kia. Cảm ơn em. Nhanh gọn lẹ đấy không? Cuộc đời mà người ta nói cái duyên là cái duyên thôi. Ok, chấp nhận đi. Rồi, em sao chơi banh đũa hay là cò cò đi, đừng chơi quảnh tù xì nữa. À, mấy môn đó anh rành hơn. Mỗi môn đó anh biết hơn. Quảnh tù xì lần nào anh cũng thua hết trơn á. Dạ. Và bây giờ thì ba vị thủ lĩnh đã có được sự lựa chọn cho mình rồi. Anh Chí Thiện thì chọn toa A, anh Nam Cường thì chọn toa B và anh Nguyên Khang thì chọn toa C. Và bây giờ chúng ta sẽ hạ các bức màn xuống để gặp các đấu sĩ nha. Những bức màn bí ẩn đã được hạ xuống. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ các đấu sĩ ở toa A. Xin mời. Quá dễ thương luôn. Mời các con hãy tự giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Khánh Chi, năm nay mình 14 tuổi. Con xin chào tất cả mọi người. Con tên là Minh Thư, năm nay con 9 tuổi. Con xin chào tất cả mọi người. Con tên là Hương Trang, năm nay con 10 tuổi. Xin chào các con. Ngày hôm nay thì đội mình sẽ lấy tên là gì nhỉ? Dạ, đội chúng con tên là Cánh Cụt. Đội Cánh Cụt. Vì sao lại lấy tên đội là Cánh Cụt? Con thưa cô là hôm nay bọn con thì sẽ là những chú chim cánh cụt. Và những chú chim cánh cụt thì bơi ở lội ở dưới nước rất là tốt luôn ạ. Cho nên là bọn con sẽ chơi một cái chuyến thuật. Khá là thú vị ha. Đội Cánh Cụt. Thủ lĩnh Chí Thiện nghĩ sao về cái tên của đội mình ạ? Thì lúc đầu khi mà nghe giới thiệu đội Cánh Cụt thì nghe hơi hụt hẫng. Tại vì chưa thi mà đã cụt thì hơi căng. Nhưng mà khi mà nghe bạn ấy nói rằng là đội cánh cụt có thể lặn sâu dưới nước, ngoi lên bờ và có thể chiến đấu ở dưới đó, thì chắc chắn là đội cánh cụt rất là hợp lý ạ. Rồi, vâng. Xin được cảm ơn phần giới thiệu của đội cánh cụt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các đấu sĩ ở toa B. Xin mời.